chúng ta muốn có được cái tài lộc, muốn có được quý nhân giúp đỡ, lại muốn gì, được hòa hợp trong mối quan hệ, thì chúng ta có thể dựa vào các mối quan hệ về thiên can, về địa chi, thiên thời, địa lợi, và đây là nhân hòa. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, trong thời gian qua cũng rất nhiều người hỏi tôi, rất nhiều người đặt câu hỏi là gì? Tại sao nhiều cặp vợ chồng xung khắc mà họ vẫn giàu, đúng không ạ? Tại sao mà có những cặp ấy, họ rất bình thường thôi, nhưng mà khi đẻ con xong, tự nhiên cuộc đời của họ lại phất lên như diều gặp gió? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về gì, chọn được những cái tuổi lấy vợ, lấy chồng và đẻ con được gì, may mắn phải hành thông, có được thần tài giúp đỡ và phất lên như diều gặp gió. Thì đó là những tuổi nào? Thưa quý vị, thì như quý vị đã biết ấy, mỗi một con người ta sinh ra đều có ngày, tháng, năm sinh và giờ sinh. Thì có những người số tốt, có những người số xấu. Nhưng mà chung quy lại ấy, thì nếu mà quý vị biết cái điều này, thì quý vị có thể là chọn được những cái người vợ như ý, những người con như ý, hoặc những người đồng nghiệp như ý, để chúng ta có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Trong cái ngày tháng năm sinh của chúng ta thì cũng đều có ẩn tàng gì, âm dương, ngũ hành, thiên can và địa chi. Đó. Và gì, dựa vào các mối quan hệ tương sinh tương hợp, và gì, tìm được các mối quan hệ là lộc mã quý nhân, thì chúng ta sẽ có được cái cuộc đời nó khác. Tôi có một người em sinh năm 1992 nhâm thân, nữ. Thì em mới hỏi tôi là tại sao bố em lại cứ bắt lấy những người tuổi Tý, tuổi Giáp Tý, tuổi Mậu Thìn và tuổi Kỷ Tỵ. Đó. Thì và em ấy cũng lấy người một người chồng tuổi Kỷ Tỵ, và cuộc sống của em ấy cũng khá là ổn, khá là ổn. Về tiền bạc thì cũng gần như không phải nghĩ. Đó. Thì làm thế nào để chúng ta biết trước được những cái tuổi như vậy? Làm thế nào để biết trước được những cái chồng, người vợ như vậy, để chúng ta có được cái cuộc sống nó tốt lành hơn? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thì đầu tiên, mỗi người chúng ta đều có thiên can và địa chi, đúng không ạ? Thiên can thì cũng sẽ có hợp, sẽ có xung. Vị trí đầu tiên để lấy được một người tốt, chồng tốt, vợ tốt thì chúng ta xét về mối quan hệ thiên can. Những người có thiên can như sau thì khi lấy nhau thì sẽ được may mắn và có được tài lộc này. Đó. Ví dụ những người sinh năm, những người tuổi Giáp với những người tuổi Kỷ. Đấy. Giáp, Kỷ thì hóa thổ, đúng không ạ? Đấy. Những người tuổi Ất là những người tuổi Canh, những người tuổi Đinh là những người tuổi Nhâm, và những người tuổi Mậu là những người tuổi Quý. Thì là gì? Nếu mà trong trường hợp mà bị xung khắc, ví dụ như ông Tý, ông Ngọ thì mà đẻ được con, ví dụ ông Giáp Tý mà lấy tuổi Canh Ngọ mà đẻ được đứa con tuổi Kỷ Sửu 2009 chẳng hạn, đấy, thì cũng sẽ hóa giải được nhá. Đây cũng là một cách để hóa giải những cái không hợp, những cái tuổi mà không hợp khi mà lấy nhau. Đó. Hoặc là những người tuổi Ất Sửu mà lấy người tuổi Canh Thân chẳng hạn. Đó, Ất Sửu với Canh Thân. Thì cũng là gì? Cũng là hợp. Hoặc là gì? Đinh Sửu lấy Nhâm Thân, hoặc là Mậu Tý. Hoặc là Mậu Ngọ mà lấy gì? Lấy Quý Hợi. Đó. Thì những cái cặp con giáp đó thì nó sẽ gì? Khi chúng ta chọn theo cái thiên can. Thiên can là gì? Được thiên thời. Được thiên thời chứ là làm mọi việc, làm cái gì được hanh thông thuận lợi. Nhá, đấy là mối quan hệ thứ nhất. Thứ hai, chúng ta sẽ chọn theo mối quan hệ địa chi tương hợp. Địa chi tương hợp là gì? Chúng ta có gì? Tý Sửu và Nhị Hợp. Những người tuổi Tý thì sẽ chọn những người tuổi Sửu. Những người tuổi Dần thì sẽ chọn những người tuổi Hợi. Những người tuổi Mão thì sẽ chọn những người tuổi Tuất. Những người tuổi Thìn thì sẽ chọn những người tuổi Dậu. Những người tuổi Tỵ thì sẽ chọn những người tuổi Thân. Những người tuổi Ngọ sẽ chọn những người tuổi Mùi. Quý vị lưu ý nhé. Quý vị mà để ý xem trong cuộc sống bên cạnh quý vị, xem có những người nào, ví dụ như là những người tuổi Tý mà lấy tuổi Ngọ, đúng không? Những người tuổi Tý mà lấy tuổi Ngọ mà đẻ con tuổi Sửu, thì xem cuộc sống của họ khác không? Chắc chắn là khác. Đó, vì Tý Sửu Nhị Hợp sẽ hóa giải cái xung của Ngọ. Đó. Tương tự những cái tuổi Dần Hợi, Mão Tuất, Thìn Dậu, Tỵ Thân và Ngọ Mùi cũng vậy. Khi mà chúng ta chọn được những cái tuổi hợp thì quan hệ thiên can địa chi là gì? Tham xung, tham sinh, kỵ khắc, đúng không? Ngũ hành thì tham hợp, kỵ xung. Ngũ hành thì tham sinh, kỵ khắc. Còn quan hệ địa chi, thiên can địa chi thì gì? Thì tham hợp, quyên xung. Khi mà hợp thì sẽ còn không còn xung nữa. Và một cái thứ ba là gì? Quý vị chọn được đúng những cái tuổi này thì không có tài lộc mới lạ. Đó là tuổi thần tài, đúng không? Tuổi thần tài. Thì tuổi thần tài, quý nhân được tính như nào? Có những người ấy, thì khi lấy vợ xong đẻ con. Hoặc có những người là gì? Lấy vợ xong cái là gì? Thì làm ăn nó phất lên như diều gặp gió, đúng không ạ?
Có những người lấy vợ xong thì được mọi người giúp đỡ, hầu hết đi đâu cũng được người khác giúp đỡ, đi đâu cũng được người khác trao cho cơ hội làm ăn, và thì cuộc sống của họ cũng sẽ phất lên như diều gặp gió. Thì chúng ta làm sao để biết được những tuổi đó, đúng không? Bây giờ chúng ta cùng xét nhé. Thì để có được cái tài lộc ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái tuổi là gì? Tuổi thần tài. Tuổi thần tài hay tuổi gì? Tuổi lộc tồn ấy. Đấy. Thì lộc tồn tính như sau này. Những người tuổi Giáp thì lộc tệ Dần, những người tuổi Ất thì lộc tệ Mão, những người tuổi Bính thì lộc tệ Tỵ, những người tuổi Đinh thì lộc tệ Ngọ, những người tuổi Mậu thì lộc tệ Tỵ, những người tuổi Kỷ thì lộc tệ Ngọ, những người tuổi Canh ấy, có thiên can là Canh ấy, thì lộc tệ Thân, những người có thiên can là Tân thì lộc tệ Dậu, những người có thiên can là Nhâm thì lộc tệ Hợi, những người có thiên can Quý thì lộc tệ Tý. Đó, đó là thần tài. Thì quý vị ví dụ như là tuổi Giáp Tý thì cứ chọn năm Dần của đời con, hoặc là lấy những người tuổi Dần. Ví dụ như là Giáp Tý thì đấy có thể lấy Bính Dần hoặc lấy Mậu Dần. Đó thì sẽ là tốt. Hoặc là gì? Tuổi Ất, Ất Sửu. Ất Sửu thì có thể lấy gì? Lấy Đinh Mão. Hoặc là gì? Ất Sửu có thể lấy Kỷ Mão. Đấy, ví dụ thế. Vị Bính Tý, Bính nhỉ? Bính chẳng hạn. Vị Bính Dần. Bính Dần thì có thể lấy gì? Kỷ Tỵ. Đấy. Hoặc là gì? Đinh Dậu. Hoặc là Đinh Mão. Đến thì Đinh Mão thì có thể lấy tuổi Canh Ngọ. Đấy, ví dụ thế vân vân. Thì các bạn mà chọn được đúng cái tuổi thần tài này thì không có tài lộc mới lạ. Quý vị để ý xem nhá, xem những cái công ty, những cái vị giám đốc thì bên cạnh họ có những người như này không? Những người mà các bạn biết thì có những người như này không? Nhá. Nếu mà có thì quý vị có thể comment ở dưới để gì? Để chia sẻ, cùng chia sẻ cho mọi người. Đó. Thứ hai là gì? Có những người mà lấy nhau về, lấy nhau xong thì đi đâu cũng có được cái mối quan hệ tốt, đi đâu cũng được cái mối quan hệ làm ăn tốt và được nhiều người giúp đỡ. Thì đó là gì? Đó là những cái tuổi quý nhân. Đó. Khi được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì mọi việc hanh thông, và lại được thêm cái tài lộc nữa thì nói chung là quá tuyệt vời, đúng không ạ? Thì cái tuổi quý nhân ấy, cái quý nhân thì cũng có âm quý nhân và dương quý nhân. Đó. Thì cũng được tính theo gì? Thiên can của năm sinh. Chúng ta có này, ví dụ như là gì? Những người tuổi Giáp thì quý nhân là những người tuổi Sửu và những người tuổi Mùi. Đó. Nếu mà kiếm được những người cả Sửu và Mùi thì được cả âm quý nhân lẫn dương quý nhân. Những người tuổi Ất thì sẽ lấy Tý và Thân của quý nhân. Những người có thiên can là Bính thì sẽ lấy tuổi Dậu và Hợi làm quý nhân. Những người tuổi Đinh thì cũng sẽ lấy tuổi Dậu và tuổi Hợi làm quý nhân, đúng không ạ? Những người có thiên can là Mậu thì sẽ lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Những người tuổi có thiên can là Kỷ thì sẽ lấy Tý Thân và là quý nhân. Những người có thiên can là Canh thì sẽ lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Những người có thiên Tân, thiên can là Tân thì lấy Ngọ và Dần làm quý nhân. Những người có thiên can là Nhâm thì lấy Tỵ Mão làm quý nhân. Những người có thiên can Quý thì lấy gì? Tỵ Mão làm quý nhân. Đó. Như vậy là gì? Chúng ta muốn có được cái tài lộc, muốn có được quý nhân giúp đỡ, lại muốn gì? Được hòa hợp trong mối quan hệ, thì chúng ta có thể dựa vào các mối quan hệ về thiên can, về địa chi, thiên thời, địa lợi và đây là nhân hòa. Đó. Thuyết tam tài để chúng ta gì? Chọn được cái đối tác làm việc, chọn được những người con, những người vợ như ý và chọn được những người anh em song hành cùng mình. Nó được gì? Được tài lộc và may mắn. Đó. Ví dụ nhé, những người tuổi Giáp Tý, đúng không? Giáp Tý thì có thể là gì? Làm ăn với những người tuổi Dần. Và gì? Có thể là lấy vợ tuổi Dần hoặc là gì? Lấy vợ tuổi Sửu, tuổi Mùi. Vợ Giáp Tý 1984 thì có thể lấy gì? Bính Dần hoặc là Mậu Dần. Có thể lấy gì? Ất Sửu hoặc là gì? Đinh Sửu. Hoặc là có thể lấy gì? Tân Mùi. Tân Mùi, đấy. Đúng không? Những người tuổi Ất, ví dụ như là Ất Mão chẳng hạn, Ất Mão 1975 đúng không? Ất Mão thì chúng ta có thể lấy gì? Lấy tuổi Đinh Mão. Hoặc là gì? Ất thì lấy có thể lấy Tý, tuổi Tý, rồi Giáp Tý, Bính Tý. Hoặc là tuổi Thân thì có thể lấy Nhâm Thân. Nhâm Thân hoặc là Canh Thân. Đấy. Những người tuổi Bính, ví dụ Bính Tý 96, Bính Tý thì có thể lấy gì? Bính Tý thì có thể lấy Tân Tỵ. Tân Tỵ nhá. Hoặc là gì? Quý Dậu. Quý Dậu hoặc là gì? Ất Hợi. Ví dụ tuổi Đinh, chúng ta Đinh Mão. Đinh Mão thì lấy Canh Ngọ. Hoặc là gì? Mão Dậu tương xung thì chúng ta không chọn nhé. Những cái nào mà bị xung thì chúng ta không chọn, mặc dù nó vẫn là lộc. Ví dụ như là Đinh Mão mà lấy gì? Mà lấy Quý Dậu, mặc dù được quý nhân giúp đỡ, nhưng mà gì? Do Mão Dậu tương xung, địa chi tương xung thì cũng là không tốt. Đó nhá. Thì quý vị cũng không nên chọn. Và gì? Có thể là chọn được gì? Tuổi Ất Hợi. Đó. Ví dụ Đinh Mão mà chọn Ất Hợi thì được gì? Được bộ tam hợp. Thứ nhất là được Hợi Mão Mùi bán tam hợp. Thứ hai là được gì? Được quý nhân giúp đỡ, được trong bộ quý nhân, nó rất là tốt. Ví dụ tuổi Mậu đúng không ạ? Thì chúng ta Mậu Ngọ,
Mộng Ngọ là sinh năm 1978. Thì chúng ta có thể lấy tuổi Tỵ, một là gì, Kỷ Tỵ, thứ hai là có thể là Tân Tỵ, hoặc là tuổi Sửu, chúng ta có thể Mộng Ngọ thì chúng ta có thể lấy là Ất Sửu, hoặc là gì, Đinh Sửu đó, hoặc là gì, Tân Mùi hoặc Kỷ Mùi đó. Mộng Ngọ lấy Kỷ Mùi thì cũng là được, vừa được nghị hợp lại vừa được gì, vừa được quý nhân tương trợ giúp đỡ đó. Tiếp theo chúng ta đến thiên can Kỷ, đúng không? Kỷ thì ví dụ như là chúng ta có Kỷ Tỵ, đúng không? Kỷ Tỵ thì chúng ta có thể lấy Canh Ngọ, đúng không? Canh Ngọ hoặc Kỷ Tỵ chúng ta có thể lấy gì, Bính Tý, Bính Tý hoặc là Nhâm Thân đó thì cũng được tốt. Ví dụ tuổi Canh, Canh chúng ta có Canh ví dụ như là chúng ta tuổi Canh, ví dụ ta có tuổi Canh, ví dụ là Canh Tuất 1970, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn tuổi gì, tuổi Thân, lấy vợ tuổi Thân hoặc đẻ con tuổi Thân hoặc những người làm việc tuổi Thân đấy. Và gì, Canh Tuất chúng ta có thể lấy tuổi Sửu và Mùi thì để làm quý nhân. Những người tuổi Tân ví dụ như là Tân Dậu là sinh năm 1981 thì chúng ta có thể chọn người tuổi Dậu, tuổi Dậu là 19 quý Dậu 198 quý Dậu 1993 hoặc là Tân Dậu 1981 đấy, hoặc là tuổi Ngọ, tuổi Dần đó. Những người tuổi Nhâm ví dụ như Nhâm Tuất 1982 thì chúng ta có thể chọn quý Hợi, chúng ta có thể chọn Tân Tỵ và chúng ta có thể chọn tuổi gì, Đinh Mão. Còn cuối cùng là những người tuổi Quý, quý ví dụ như là Quý Sửu 1973 thì chúng ta có thể chọn là gì, Giáp Tý hoặc là Nhâm Tý hoặc là Bính Tý, đúng không ạ? Hoặc là gì, Tỵ thì chúng ta có thể chọn là Kỷ Tỵ, đúng không? Và Mão chúng ta có thể chọn Đinh Mão hoặc Kỷ Mão đó. Như vậy là gì, khi một quý vị lựa chọn một ekip một có đầy đủ cái bộ lọc mã quý nhân, lọc mã quý nhân kèm theo là gì, tam hợp, kèm theo là gì, nhị hợp và gì, hợp can và hợp chi thì nó là một điều quá tuyệt vời. Thì đây là cũng là chia sẻ cho của tôi về cái chọn, cái thứ nhất là quý vị có thể chọn vợ chồng, thứ hai quý vị có thể chọn đối tác làm ăn kinh doanh, thứ ba là quý vị có thể lựa chọn con cái. Nếu được đúng cái bộ này thì cuộc đời của quý vị chắc chắn là sẽ khác, đi sang một trang mới và sẽ trở nên giàu có và hạnh phúc đó. Bây giờ quý vị hãy chiêm nghiệm lại những cái người xung quanh mình, những người xung quanh, những người bên cạnh mình, xem là gì, ví dụ những cặp xung khắc ông Tý lấy bà Ngọ mà đẻ con được cái tuổi Sửu hoặc tuổi Mùi đó, và gì kiếm được những đối tác làm ăn hoặc là lấy vợ được những đẻ con được những cái tuổi mà lộc vận quý nhân này thì xem cuộc sống của họ như nào. Thì quý vị hãy nhìn lại những cái người bên cạnh mình, nhìn lại những người bên cạnh mình và thì comment dưới xem là có đúng là như vậy không nhé, comment ở bên dưới đừng có đúng như vậy không, để cùng chia sẻ cho mọi người biết về những cái kiến thức này nó được chính xác như nào đó. Thì trong phong thủy không phải là gì ai chọn cũng được, đúng không? Tất cả mọi thứ đều là duyên, chúng ta đây chỉ biết thôi, còn chọn được hay không thì nó là một chữ, là chữ duyên đấy. Ví dụ như là những người sinh năm Giáp Tuất 1994, đúng không? 1994 là tuổi Giáp Tuất mà muốn sinh con năm 2022 nhâm dần, biết là năm 2022 nhâm dần thì thứ nhất được gì, được bộ Dần Ngọ Tuất tam hợp, thứ hai là gì, được lộc tại Dần, đúng không? Dần Ngọ Tuất là tam hợp, được lộc tại Dần, được hai phát liền. Nhưng mà thì quan trọng là gì, chúng ta có làm được không, có được không, biết trước rồi nhưng mà đôi khi đẻ con chưa chắc gì đã đẻ được vào năm đó. Đó chính là chữ duyên, đó chính là chữ duyên đấy. Hoặc là gì, những người tuổi Giáp Tý 1984, Giáp Tý 1984 mà mới sinh con năm 2021 là năm Tân Sửu, được Tý Sửu là nhị hợp, đúng không, cũng là tốt. Nhưng mà quan trọng là gì, có chọn được hay không. Cái việc chọn vợ chọn con ấy thì nó là duyên rồi, kể cả chọn đối tác làm ăn thì nó cũng là duyên. Cái kiến thức này tôi cung cấp cho quý vị để làm gì, để cho quý vị tham khảo, để biết được, để chọn lựa cho mình được. Còn cái việc được hay không ấy thì do quý vị, cái quyết tâm, cái cố gắng của quý vị có được đầy đủ rồi hay không. Mặc dù là đôi khi ấy, nhìn thì như vậy thôi, nhưng mà khi mà để lựa chọn ra, để chọn một người trong cái ekip của mình, để chọn một người phù hợp với mình để tiến hành cái chuyện kết hôn, hoặc là để lựa chọn được một cái đối tác cho công việc của mình, thì nó là một việc cực kỳ là, nó không hề dễ một tí nào cả. Đó. Không phải là ai chọn cũng được. Đôi khi gặp những cái chuyện trường hợp là xung khắc Tý Ngọ Mão Dậu Thìn Tuất Sửu Mùi thì chúng ta vẫn phải chọn. Đó là gì? Đó là công việc. Họ giỏi, đúng không ạ? Chúng ta vẫn có thể kết hợp được với nhau.
Những người hợp thì chúng ta để ở với nhau sẽ được hợp hơn. Có những người xung khắc thì chúng ta công việc xong thì giải tán thì cũng không vấn đề gì cả. Đấy, thì hoặc là kết hợp trong một thời gian ngắn, ông Tý ông Ngọ kết hợp trong thời gian ngắn 1 năm, 2 năm, 3 năm thì cũng sẽ rất là ok. Nhưng mà để kết hợp dài và khăng khít với nhau thì nó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Đấy, tại vì cái hợp quá thì nó gì, trước khi xung thì nó phải hợp, hợp quá để rồi xung. Như vậy là gì, tất cả mọi việc trong cái vũ trụ này, trong cuộc đời này đến với chúng ta thì đều là một chữ là duyên. Có đủ duyên để đến với nhau hay không, đúng không? Có đủ duyên để đến với nhau hay không? Có đủ cái quyết tâm, quý vị có đủ quyết tâm để chúng ta chọn được những cái đối tác, những người như vậy không? Thì nó lại là một cái hướng khác, một cái nhẽ khác. Đó là hoàn toàn phụ thuộc vào quý vị. Đấy. Đó là toàn bộ cái chia sẻ của tôi về những cái tuổi hợp, những tuổi tài lộc, những tuổi quý nhân để quý vị có thể lựa chọn được cho mình những cái đối tác làm ăn, những cái người vợ, những người kề vai sát cánh bên mình. Chúng ta không thể lựa chọn được bố mẹ, nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn được con cái, lựa chọn được vợ con. Đấy, được vợ, được con cái, được đối tác làm ăn. Vị trí làm thì đây là một cách để quý vị có thể lựa chọn được. Thì quý vị nếu mà lựa chọn được, chọn được vào những cái tốt này, thì quý vị nên lựa chọn. Và quý vị có thể là comment ngày tháng năm sinh và giờ sinh của quý vị ở phía dưới, để chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị tìm ra những người phù hợp nhất với quý vị tiến hành công việc là thứ nhất là chọn vợ chồng, thứ hai là chọn con cái và thứ ba là chọn đối tác làm ăn. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.